Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Ngày hôm nay bên em sẽ lên video so sánh về dòng sản phẩm bếp từ đơn đến từ thương hiệu của Lagakawa. Với mã sản phẩm bên tay trái em thì sẽ là dòng sản phẩm LAG0715 và dòng bên tay phải thì sẽ là LAG0713. Sau đây thì em sẽ xin so sánh điểm giống nhau của hai dòng sản phẩm này thì sẽ đến từ cùng một thương hiệu là của Lagakawa, và hai dòng sản phẩm này thì đều là dòng bếp từ để đun nấu cũng như để ăn ở cho hàng ngày của chúng ta. Thiết kế thì hai dòng thiết kế mặt kính nguyên khối giống nhau ạ, và toàn bộ bằng cảm ứng hết. Em khi sử dụng thì toàn bộ bằng kính cảm ứng rất là dễ dàng thao tác sử dụng. Về những điểm khác nhau đầu tiên thì sẽ về xuất xứ của hai dòng sản phẩm. Như bên tay trái em dòng Laga LAG0715 thì sẽ xuất xứ của Trung Quốc, và bên tay phải em thì sẽ là LAG0713 là xuất xứ của Việt Nam. Về công suất thì hai dòng sản phẩm sẽ khác nhau một chút về công suất. Như dòng bên tay trái em thì sẽ là công suất 2000, bên tay phải thì sẽ là công suất 2200, khỏe hơn một chút xíu. Thiết kế bếp thì hai dòng đều thiết kế trang nhã và nhỏ gọn. Về giá tiền thì như anh chị có thể so sánh dòng bên tay trái em đây thì sẽ là 1,2 triệu trở lên một chút xíu ạ, và dòng bên tay phải em thì sẽ là giá trên 1,3 triệu nhỉnh một chút ạ. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như biết thêm về nhiều video so sánh hơn nữa thì anh chị hãy ấn kênh đăng ký YouTube của siêu thị điện máy Ecomart, hoặc anh chị có thể liên hệ đến số hotline 0974178586. Xin chào, hẹn gặp lại.